Hello, em xin chào các bác nhá. Hôm nay này em giới thiệu với bác một cây Ben thủy lực 200 tấn nhá. Đấy. Cây Ben này là ti, đường kính ti của nó là 255 các bác nhá. Hành trình đường ti này là hành trình ti là đường kính ti là 255. Lòng của cây xi lanh này là 360. Đường kính ngoài của nó là 420. Hành trình của nó là 600. Đấy. Cây này bác nào, cây này là giá 55 triệu các bác nhá. Bác nào cảm thấy hợp lý thì cứ email tôi cho em, hoặc là liên hệ với em theo số điện thoại 0985 324 456 hoặc số 0355 557 558 nha. Lực ép 200 tấn. Ti, đường kính ti là 255. Lòng xi lanh là 360. Vỏ ngoài 420. Hành trình 600. Đấy. Mặt bích cái này nó nặng vào mặt bích cái nó rơi vào tầm 4-5 phân gì đấy. Là cái thước được không? Bích này 7 phân các bác nhá. Bích 7 phân. Bích 7 phân. Đấy. Giá 55 triệu nhá. 55 triệu. Bác nào cảm thấy hợp lý thì liên hệ với em. Số điện thoại 0985 324 456 hoặc số 0355 557 558. Đấy, em đọc lại thông số xi lanh nhá. Ti 255, lòng 360, vỏ ngoài 420, hành trình 600. Bích này là dày 7 phân. Đấy. Bác nào cảm thấy hợp lý thì liên hệ với em nhá. Các bác xem thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh ủng hộ em nhá.